Em xin kính chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay thì em sẽ cùng các bác đánh giá chi tiết về hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Verdes, đều là máy 10 và chơi hai bản nhạc. Bản nhạc độc quyền con bướm vàng và bản nhạc Westminster với hai phiên bản khác nhau. Một phiên bản thùng bề máy 37, một phiên bản thùng dài máy 42. Ngoài ra thì nó còn có cái dòng máy 45 như các bác nhé. Máy 45 và máy 42 thì sẽ là những chiếc đồng hồ thùng dài, và máy 37 sẽ là những chiếc đồng hồ thùng bề, bởi vì cái con số 42, 37 và 45 là nó thể hiện cho chiều dài tay lắc. Ngoài ra thì các bác có thể phân biệt qua cái chiều dài tay lắc vào cái đời máy, người ta triện ở trong máy. Lát giới thiệu phần máy thì em sẽ giới thiệu kỹ cho các bác. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ thùng bề nhé các bác nhé. Em sẽ không đánh giá về thiết kế vỏ, các bác sẽ không đánh giá về phần thiết kế vỏ. Em chỉ đánh giá về tiếng chuông và máy bên trong thôi các bác nhé. Máy bên trong thì hai chiếc đồng hồ này đều là giá trị sưu tầm rất là cao, bởi vì một chiếc thì thùng bề số nổi vàng chanh, còn một chiếc là thùng dài mặt tròn số nổi chrome các bác ạ. Cái số nổi chrome này xuất hiện trên cái mặt tròn này thì nó còn giá trị cao hơn là chiếc đồng hồ sở hữu cái mặt số nổi vàng chanh, bởi vì cái mặt tròn zin nguyên bản đến từ thương hiệu Verdes, ngay cả Oro thì nó cực kỳ hiếm. Sau đây thì em sẽ mời các bác cùng em kiểm tra cái phần tiếng chuông của giai điệu bản nhạc con bướm vàng. Cái bản nhạc Westminster thì nó các bác nghe mãi cũng chán rồi, em chỉ giới thiệu về phần con bướm vàng thôi các bác nhé. Bây giờ em sẽ mời các bác nghe tròn giờ và em sẽ đóng nắp thùng lại thì để các bác cảm nhận cái độ cộng hưởng âm thanh ở bên trong thì mới rõ được cái tiếng chuông các bác. Sau đây là cái tiếng chuông của chiếc đồng hồ máy 37. Hai chiếc đồng hồ này thì cũng xin báo cáo các bác là chưa lau dầu. Máy thì vẫn còn rất nhiều bụi bám bẩn, thế nên là cái tiếng chuông nó sẽ chưa đạt được cái mức độ hoàn hảo nhất các bác nhé. Nhưng em sẽ đánh giá cho các bác hai chiếc đồng hồ này bằng cái kinh nghiệm giao lưu đến rất nhiều các mẫu rồi, để các bác có thể lựa chọn kỹ. Vừa rồi thì các bác đã được em
kiểm tra cái việc tiếng chuông các bạn. Về phần tiếng chuông thì đối với cái tiếng chuông của máy 42 các bác nhé, máy 42 em sẽ đánh giá tiếng chuông máy 42 trước. Thì tiếng chuông của máy 42 với cái bộ máy các bạn là cái này phải giới thiệu về phần máy nữa cơ. Thế nhưng em sẽ nói qua các bạn, nói qua máy 42 thùng dài thì tiếng chuông các bạn, tiếng chuông em cảm nhận là có độ trong hơn, độ ngân hơn các bạn nhé, bởi vì sử dụng củ côn lòng máng này. Cái chất côn các bạn, cái chất côn trên cái dòng mà máy 42 nó cũng khác hơn so với dòng máy 37. Cái đấy là điều đương nhiên rồi. Nó cũng như Oro 36 cũng như và Oro 54 cũng vậy. Oro 54 thì nó sử dụng cái củ côn vuông và Oro 36 sử dụng côn lòng máng, thì tiếng chuông của côn lòng máng nó rất là hay. Và cái thanh gông nó cũng khác các bạn nhé, nó không giống như cái củ gông, nó không giống nhau đâu các bạn. Cái thanh gông, cái thanh côn ấy nó lại không giống nhau. Và đặc biệt là cái tiếng chuông các bạn, cái tiếng chuông của cái dòng máy 37 này, cái dòng máy 42 này thì nó còn to hơn các bác ạ, to hơn và có độ ngân hơn. Bởi vì thứ nhất là cái dòng máy 42, cái lực búa của nó rất là mạnh, những thanh gông thì nó rất là dài, tạo ra cái tiếng chuông to, ngân và vang về sau. Còn máy 37 này các bạn, máy 37 này thì tiếng chuông thì em nói thật với các bác là không phải là chê các bạn, không phải là chê, nhưng nó sẽ không bằng được tiếng chuông của máy 42 các bác nhé, máy 42. Bây giờ là đến phần bộ máy các bạn. Bộ máy thì đây là cái bộ máy 42, đều là nguyên bản hết, hai bộ máy này đều nguyên bản hết, chưa lau dầu các bạn, mà chưa lau dầu. Thì cái ký hiệu đây các bạn này, số 42 là thể hiện cho cái chiều dài tay lắc. Ngoài ra thì nó còn có cái bộ máy 45 nữa. Nếu mà máy 45 thì nó còn hiếm hơn cái máy 42 này các bạn. Máy 45 mà trên dòng máy 10 nó còn hiếm hơn cả máy 42. Còn đây là cái máy 37. Máy 37 các bạn nhé. Đấy, chiều dài tay lắc là 37. Đây số 37 đấy, các bạn này. Còn để đánh giá tiếp theo này các bạn này. Thì chiếc đồng hồ máy 10 bằng máy 42 thì là nó sẽ sử dụng cái bộ nhíp lò xo các bạn. Bộ nhíp lò xo. Còn cái bộ nhíp ở đây là bộ nhíp bằng cái nhíp gảy các bạn nhé, nhíp gảy. Thì đối với cái bộ máy 42, thứ nhất là về phần cấu tạo máy các bạn, cấu tạo máy cái phần cốt của nó rất là mạnh và nó sẽ sử dụng cái phần nhíp lò xo này. Lò xo lại phải là lò xo ngang nhé các bạn nhé, lò xo ngang thì cái độ kéo nó mới mạnh. Còn có một loại là cái lò xo dọc thì không bằng được cái bộ lò xo ngang này đâu các bạn. Thì các bác đã biết là cái tính chất vật lý của cái dòng lò xo này nó tạo ra một cái lực kéo, lực búa rất là mạnh và đánh vào những thanh gông thì tạo ra cái tiếng chuông nó độ to rất là cao các bác nhé, độ to rất là cao. Và thanh gông thì như em đã giới thiệu vào cái phần trước thì cái gông của dòng máy 42 là gông lòng máng và nó dài, và chất liệu người ta làm, cái hợp chất người ta làm ấy cũng ngân hơn, có độ tiếng, nói chung là tiếng chuông của nó sẽ có độ ngân hơn, vang hơn và trong hơn cái dòng máy 37 này các bác nhá, dòng máy 37 này. Về phần cơ khí độ chuẩn thì hai chiếc đồng hồ nó như nhau, nhưng mà về phần cấu tạo máy thì cái dòng máy 42 này nó có độ chắc hơn các bạn, độ chắc hơn, độ bền bỉ hơn. Còn sau đây thì em sẽ giới thiệu về phần côn. Đối với cái dòng máy 37 thì sẽ sử dụng cái phần côn là côn chữ T đặc trưng này các bạn này. Kể cả máy 8 nó cũng sử dụng côn chữ T, nhưng nó sẽ khác với dòng máy 8 là nó sẽ sử dụng côn là côn sọc các bác nhé, côn sọc chéo. Côn sọc chéo này thì để cái tiếng búa nó đánh vào các bạn, nó cũng có cái rất là hay. Tức là cái côn chéo này này các bạn này, côn sọc chéo này thì cái búa nó đánh vào nó sẽ tạo ra một cái lực nó mạnh hơn so với cả cái côn thẳng ấy các bác. Cái thanh côn thì rất là dài, côn rất là dài. Đấy. Của côn lòng máng trắng này, dài gần chạm đáy thùng. Côn lòng máng thì nó sẽ có tạo độ cộng hưởng âm thanh các bạn. Vừa rồi các bác đã được em đánh giá rất là chi tiết về hai chiếc đồng hồ máy 10 chơi hai bản nhạc. Bản nhạc độc quyền kiểu con bướm vàng và bản nhạc Westminster trên những chiếc đồng hồ Vredet. Cái phần đánh giá này thì nó chỉ là ở cái góc độ quan điểm cá nhân riêng của em thôi. Bác nào mà thấy em nói không đúng, các bác có thể đánh giá ở phần bên dưới mô tả như các bác nhé. Các bác có thể comment trực tiếp.
Còn bác nào mà muốn những chiếc đồng hồ nó đẹp, sang trọng, tinh tế thì các bác có thể lựa chọn cái dòng máy 37 trên những chiếc đồng hồ thùng bè, bởi vì nó rất là sang trọng. Còn bác nào mà muốn tiếng chuông to, ngân, vang, có độ sâu thì các bác có thể lựa chọn máy 42. Ngoài ra thì còn có cái bộ máy 45 nữa. Bộ máy 45 thì nó còn hiếm hơn là máy 42. Và chắc chắn về phần giá thành thì máy 42 có giá thành cao hơn so với lại cả máy 37, nên đến tiền triệu các bác nhé. Em xin đăng lại là nên đến tiền triệu. Cuối cùng thì em xin kính chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công cho cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.